Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảo Vy trước tiên xin trân trọng kính chào quý chư tôn thiền đức. Bảo Vy xin trân trọng kính chào tất cả quý vị Phật tử cũng như tất cả quý vị quý khách có mặt trong đêm hôm nay. Dạ thưa vâng, lần đầu tiên Bảo Vy xin được kính chúc quý chư tôn thiền đức lúc nào cũng sức khỏe khinh an. Kính chúc tất cả quý vị Phật tử luôn luôn thật nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc và thân tâm an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay thật là một niềm hạnh phúc cho Bảo Vy được có mặt ở đây. Hạnh phúc hơn nữa là được cùng tất cả quý vị nơi đây góp một viên gạch cho ngôi Tam Bảo tại chùa Phật Ân. Một điều Bảo Vy rất là cảm động và một điều vô cùng đáng quý, vô cùng công đức là những viên gạch được góp tại từ bàn tay tất cả quý vị quý khách tại Houston. Xin tất cả quý vị cho tất cả khán giả của Houston một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, bây giờ Bảo Vy xin kính gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Võ Tá Hưng, một bài hát nhạc Phật giáo Mẹ Là Phật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Mẹ là Phật.
lạy mẹ là Phật hiển minh, hoa từ bi thiên giới sáng sinh. Mẹ là Phật, là Phật hiển linh, hoa từ bi. Phật là Phật hiền linh, hóa từ bi thiên giới giáng sinh. Ta những tràng pháo tay yêu thương của tất cả quý vị. Vâng, tiếp theo, vâng, Bảo Vy xin cảm ơn. Tiếp theo, Bảo Vy xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Từ Quy, một nhạc phẩm để nhớ về quê hương của mình, thưa quý vị. Bài hát Quê hương tuổi thơ tôi, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa quý vị, Bảo Vy cũng sẽ xuống từng bàn để xin quý vị góp chút công đức cho quý vị.
Dạ, cảm ơn chị. Chị Thủy ơi, Thủy. Em đi với chị Thủy nha. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, tiếng thu khu gọi thấy nhớ. Bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Người mẹ ru con khi phiêu trường hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một người thầy âu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy. Quý vị ơi, quý vị thấy nhớ quê hương chưa quý vị? Ngày ấy công tác quý vị. Và bây giờ Bảo Vy xin được hát một bài hát vui nhộn để đi xin tiền quý vị ơi. Dạ anh ơi, anh cho một bài vui vui dễ xin tiền hơn anh ơi. Dạ, nếu có yêu tôi sao chữ với anh nhỉ. Bây giờ bắt đầu Bảo Vy cũng bắt chước chị Thủy đi năn nỉ quý vị. Thưa quý vị, Đức Phật dạy một đồng cũng là công đức thưa quý vị. Một đồng 1.000 bằng nhau, một đồng với 10.000 cũng bằng nhau. Dạ 1.000 thì càng tốt thưa quý vị. Dạ rất cảm ơn quý vị. Dạ vô nhạc với anh dạ. Quý vị ơi, quý vị nghe bài này quý vị sẽ thấy đời sống rất là vô thường. Có yêu nhau thì hãy yêu ngay từ bây giờ thưa quý vị. Nếu tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa rời. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi phải xa đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Dìu dàng muôn nỗi đau, nhẹ nhàng muôn nỗi vui. Dìu dàng muôn nỗi đau, nhẹ nhàng muôn nỗi vui.
đã về đâu, chúa lúc nào từ đây. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi thành mây khói, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Vì sao muốn nói đau, nhịp nhau muốn nói vui ta, ngập ngừng muốn nói đau, vì sao muốn nói vui. Quý vị bỏ tiền vô nhà băng á, quý vị ơi, không bao giờ mất. Pháo tay yêu thương của quý vị cũng như những cái viên gạch mà quý vị đã góp công đức, xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng thân quý gia đình luôn luôn được thật là nhiều điều tốt đẹp và may mắn hơn nữa thưa quý vị. Vâng, Bảo Vy sẽ trả lại sân khấu cho ban tổ chức tí xíu nữa, Bảo Vy sẽ sẵn sàng quay lại để phục vụ tất cả quý vị. Và quý vị có thích nghe bài nào, quý vị cứ yêu cầu, Bảo Vy sẵn sàng. Vâng, xin phép quý vị, xin quý vị dùng tiệc thật là ngon miệng tiếp đi ạ.